Chu Sa Chưởng này trong giang hồ người người đều từng nghe nói tới. Nhưng mà bí kíp tâm pháp tu luyện võ công Chu Sa Chưởng đã thất truyền nhiều năm. 20-30 năm gần đây, trong giang hồ đã không còn ai luyện thành công Chu Sa Chưởng nữa. Tôi chỉ từng nghe nói có một người tên là Lâm Bân, đơn chưởng truy hồn. Võ công hắn luyện là Chu Sa Chưởng, nhưng đó đã là việc từ rất lâu. Hiện giờ Lâm Bân đã chết, cũng chưa từng nghe nói hắn có truyền nhân. Đúng vậy, đơn chưởng truy hồn Lâm Bân năm đó luyện Chu Sa Chưởng cũng chỉ luyện được một tay, nhưng người này lại có thể dùng cả hai tay, hơn nữa còn tương đối điêu luyện. Người như này thực sự không có nhiều. Được biết, người luyện Chu Sa Chưởng có thể nhìn ra đặc trưng trên tay. Trong thời gian ban đầu luyện Chu Sa Chưởng, quả thực là trên tay sẽ xuất hiện vết đỏ đậm, nhưng càng luyện lâu võ công càng cao, đến cuối cùng sẽ trở về nguyên trạng. Chỉ có lúc ra tay, lòng bàn tay của hắn mới xuất hiện màu chu sa, bình thường sẽ không nhìn ra. Nói như vậy thì ngoài bốn người chúng ta, người khác đều có khả năng giết chết họ. Vẫn còn một người không có khả năng này. Ai? Kim Linh Chi. Làm sao biết được? Ban chủ xem, chưởng ấn đánh trên người họ rất lớn, chứng minh người này có tay rất to, tay của nữ nhân, sao mà to như vậy được? Đã lấy tiền vàng thì phải làm việc. Xem ra con hổ cái này dùng tiền mua tên cẩu nô tài ngươi không uổng phí. Ngươi, nữ nhân cũng có người tay to. Theo tướng pháp nói, nữ nhân tay to chắc chắn là chủ phúc chủ quý. Kim cô nương chẳng phải là người phú quý sao? Thật không ngờ hải băng chủ còn biết xem tướng. Tướng pháp cũng nói, kẻ giết người ắt có hung tướng. Không biết hải băng chủ có nhìn ra được không? Mấy người xem, đây là gì? Đây là hạt ngọc trai ta lấy trộm của Kim cô nương. Người chắc chắn là cô ta chứ? Đúng, ngọc trai, tôi là người trong ngành mà. Kỳ lạ, ngọc trai của Kim cô nương sao lại ở trên người của người chết? Ác hẳn là Kim cô nương để lại đây. Nói như vậy, Kim Linh Chi chính là hung thủ giết người. Chủ nhân là hung thủ giết người. Vậy thì nô tài chính là tòng phạm. Ngươi cẩn thận một chút. Lẽ nào là Hướng Thiên Phi hạ độc thủ? Thi thể của hắn đâu? Tiên Phong, Lỗ Trường Cát. Có. Hôm nay có phải hai người lái tàu không? Phải. Vậy người của các ngươi đi đâu cả rồi? Vừa rồi là Hướng Nhị Gia kêu chúng tôi đi ra một lát. Nếu như chúng tôi không đi, Hướng Nhị Gia trợn mắt nổi nóng còn định đánh người. Cho nên chúng tôi không dám không tránh đi. Nhưng chúng tôi cũng không dám đi xa. Ở bên đó giúp Tôn Lão Tam thu dây. Các ngươi vừa rồi nghe thấy tiếng gì? Chúng tôi nghe thấy tiếng kêu thảm, liền lập tức qua đây. Nhưng chúng tôi vẫn chưa tới, lại nghe thấy một tiếng tỏm. Quay ra không thấy Hướng Nhị Gia đâu. Nhị đệ. Nhị đệ à. Nhị đệ. Đều tại ta. Ta không nên đưa đệ đến đây. Hải băng chủ, cũng không cần quá đau lòng. Trước khi tìm thấy thi thể, mọi người đều không thể xác định người chết rốt cuộc là ai. Hơn nữa Hướng Nhị Gia võ công cao cường, cũng sẽ không dễ dàng bị người khác hạ độc thủ. Thi thể rơi xuống nước vẫn chưa bao lâu. Ta xuống dưới xem có vớt lên được không. Giảm tốc độ, dừng thuyền, kiểm soát số người.
ngoài Dương Đắc Lý và Lý Đắc Tiêu, người khác đều có ở đây, không thiếu một ai. Rõ. Tại hạ biết Hướng Nhị Gia võ công cao cường, tại hạ không tin ông ấy dễ dàng bị người khác hạ độc thủ. Chỉ vì người trên giang hồ có thể giết chết ông ấy đã không còn nhiều nữa rồi. Đinh công tử có võ công cao cường, không chỉ là ta biết, tin rằng mọi người đều biết. Nhưng vừa rồi xảy ra chuyện, Đinh công tử ở đâu ta lại không biết. Lúc đó tại hạ đang ngủ, vẫn luôn nằm trên giường. Câu huynh, huynh và hắn ở cùng phòng, chắc là huynh có thấy. Lúc đó ta đang đi vệ sinh, không có ở trong phòng. Thực ra người này muốn giết chết Hướng Nhị Gia, võ công của hắn cũng không nhất định phải cao hơn Hướng Nhị Gia. Võ công không cao hơn thì giết thế nào được? Đó là vì Hướng Nhị Gia căn bản không hề nghĩ tới người này sẽ hành thích ông ấy, cho nên không chút phòng bị mới bị người này ra tay đạt được mục đích. Đúng vậy, bằng không lúc họ đấu nhau sẽ có tiếng động, mấy người tiền phong cũng đã nghe thấy. Chính vì người này âm thầm hành thích cho nên không có ai nghe thấy động tĩnh. Chính vì như vậy cho nên mỗi người trên con thuyền này đều có khả năng là hung thủ giết người. Người khác đều không oán không hận với Hướng Nhị Gia, tại sao phải hạ độc thủ? Ngươi nhìn ta làm gì? Lẽ nào ta có thù với ông ta? Ở Tam Hòa Lâu, Câu Huynh và Hướng Nhị Gia xảy ra xung đột, vừa hay không chỉ có mình tại hạ nhìn thấy. Ta chỉ muốn đấu với ông ấy, chứ không nói muốn lấy mạng ông ấy. Câu Huynh có muốn lấy mạng ông ấy hay không? Xem ra chỉ có lòng Câu Huynh rõ nhất. Ngươi, huống hồ theo ta biết được, lúc Hướng Nhị Gia bị hại, không biết Câu Huynh đi đâu. Ta vừa đã nói rồi, ta đi vệ sinh. Đi vệ sinh ở đâu? Tất nhiên là nhà vệ sinh. Lẽ nào ta phải đi trước mặt của ngươi sao? Có ai nhìn thấy? Không có ai. Lúc đó trong nhà vệ sinh không có ai cả. Câu Huynh không sớm không muộn lại đi vệ sinh đúng lúc Hướng Nhị Gia bị hại, vừa hay trong nhà vệ sinh không có ai nhìn thấy. Thật trùng hợp, rất trùng hợp. Sao ta biết được khi nào muốn đi chứ? Ta cũng đâu có biết trong nhà vệ sinh khi nào có người. Câu Huynh, thật ra Huynh không cần phải kích động như vậy. Sự thật ở đó, Câu Huynh tuyệt đối không phải hung thủ. Sự thật ở đó là ở đâu? Hung thủ đã âm thầm hành thích, vậy ác hẳn phải giữ một khoảng cách rất là gần với Hướng Nhị Gia. Câu Huynh và Hướng Nhị Gia trước đây vẫn luôn bất hòa, đây là điều mọi người đều biết. Thử hỏi Hướng Nhị Gia sao lại cho Câu Huynh đến gần mình được? Đúng vậy. Nếu như Hướng Thiên Phi nhìn thấy ta đi về phía ông ta, chỉ sợ ông ta đã sớm nhảy lên rồi. Mời các vị xem vệt máu trên đất này, chứng tỏ Hướng Nhị Gia chắc chắn đã mất rất nhiều máu. Vậy có nghĩa là nếu như ông ấy bị người bên cạnh hành thích, vậy thì trên trang phục của hung thủ chắc hẳn cũng có vết máu của Hướng Nhị Gia. Nhưng y phục trên người Câu Huynh lại rất sạch sẽ, mũ áo chỉnh tề. Thử hỏi, sau khi Huynh ấy hành thích, cho dù đã thay quần áo thì cũng không thể nào mà nhanh như thế được. Đúng vậy, ta nghe thấy một tiếng kêu thảm liền chạy qua đây luôn, làm gì có thời gian quay về thay đồ. Điều này ta có thể làm chứng. Lúc ta tới, hắn đã ở đây rồi. Bất luận ai là hung thủ đều không thể thay quần áo nhanh như vậy được, trừ khi hắn đã cởi ra
hoặc đã ném áo dính vết máu xuống biển, hoặc là đã bí mật giấu đi. Nếu vậy thì hung thủ lúc này áo mũ không chỉnh tề. Tại hạ trước giờ có thói quen không mặc áo dài khi đi ngủ. Đúng vậy, không có ai đi ngủ mà vẫn mặc chỉnh tề. Ta nghe thấy tiếng kêu thảm liền chạy qua đây. Ta cũng không mặc áo bên ngoài, lẽ nào ta cũng là hung thủ? Trước khi chưa tra ra hung thủ, ai cũng bị tình nghi. Cho dù là người có tiền đi chăng nữa cũng không ngoại lệ. Ai quy định người có tiền là không giết người? Kim cô nương nói có phải không? Không tìm thấy, không tìm thấy gì cả. Dòng nước chảy xiết như này đến con cá chết cũng không nhìn thấy, chẳng nói đến người. Con sao thối, bây giờ huynh chịu nói thật chưa? Huynh tưởng huynh giấu được Hồ đại hiệp ta sao? Ta đâu có giấu huynh. Huynh lại lên cơn gì đúng không? Huynh còn nói không lừa ta. Trước khi dân Tòng Long chết, đưa cho huynh một thứ nằm trong chén, đúng không? Vốn dĩ có người nói Hồ đại hiệp là một tên ăn hại, ta còn không tin. Hôm nay xem ra lời đó không giả. Ngươi đánh sấm cái gì vậy? Ngươi đánh sấm gì hả? Ngươi thì hiểu gì? Vậy ngươi hiểu gì? Ngươi hiểu cái sấm. Vừa rồi hắn không muốn nói thật là vì có Hải Khoát Thiên bên cạnh, hắn không tiện nói. Ngươi tức giận gì không biết? Hải Khoát Thiên bên cạnh thì sao? Ta thấy hắn cũng không phải người xấu. Ít nhất hắn và chúng ta ngồi trên cùng một con thuyền, sao phải giấu hắn? Vừa rồi nói ngươi hiểu cây rắm, xem ra bây giờ đến cây rắm ngươi cũng không hiểu. Hắn cũng chỉ đưa ngươi đi xem mấy bình rượu, mà ngươi đã hận không thể moi tim cho hắn rồi. Ta thấy hai người có vấn đề cực nặng, người nào cũng bán tín bán nghi. Ta hỏi hai người, trên thế giới này có phải không có ai để tin tưởng được không? Không có. Có lúc đến bản thân mình ta còn không tin, chứ đừng nói là người khác. Ta thấy câu nói này ngươi nói cũng rất chân thành, không giống con sâu thối kia. Huynh tin tưởng Hải Khoát Thiên đến vậy, hắn nói cả ra rồi, hắn cũng đâu có giấu gì. Muốn câu cá phải dùng mồi. Sao huynh biết mấy lời nói của Hải Khoát Thiên không phải là đang câu cá? Câu cá? Câu cá gì? Muốn chúng ta nói thật, hắn phải nói những điều đó cho chúng ta nghe trước. Thực ra mấy lời nói của hắn cũng chỉ là phán đoán. Hắn có thể đoán được, đương nhiên người khác cũng đoán được. Nói nửa ngày như không nói gì. Còn nữa, sáu quan tài đó đâu có ai biết là ai đem qua. Nói không chừng là tự hắn đem qua. Hải quái nói đúng, người trên thuyền này không điếc cũng chẳng câm. Nếu như có người mang quan tài tới, thần không biết quỷ không hay mà đặt vào khoang hàng được, ta thấy không có khả năng. Xem ra chỉ có mình hắn. Nhưng ít nhất hắn không phải là người giết chết Hướng Thiên Phi. Lúc Hướng Thiên Phi chết, rõ ràng hắn đang ở cùng với chúng ta, đúng không? Nói vậy thì Câu Tử Trường cũng không phải hung thủ. Do nên tình nghi lớn nhất chỉ có Kim Linh Chi, Đinh Phong và Công Tôn Kiếp Dư. Đúng vậy, muốn đem sáu quan tài chứa đầy người mang tới tuy là khó, nhưng đừng quên họ đều là người có tiền có thế. Thường nói có tiền hô thần gọi quỷ đều được. Chỉ cần có tiền, còn chuyện gì mà không làm được? Nói thì là vậy, nhưng ngoài ba người này vẫn còn hai người rất đáng nghi. Ai? Chính là hai người giống vậy phải lái tàu ở đó, Lỗ Trường Cát và Tiền Phong. Dựa vào hai tên đó sao có thể giết chết Hướng Thiên Phi? Hôm nay giống vậy là hai người họ lái tàu ở đó. Nếu như đã không có vấn đề gì, tất nhiên Hướng Thiên Phi sẽ không nghi ngờ.
Huống hồ con người của Hướng Thiên Phi trước giờ đều rất kiêu ngạo, quá đỗi tự cao. Hắn trước giờ không coi ai ra gì, cho nên đấy là ám sát Hướng Thiên Phi. Tất nhiên hai người này là thích hợp nhất. Chính vì họ không có gì thu hút, không ai để ý tới chúng, cho nên nếu do bọn chúng giết sẽ có đủ thời gian đi thay quần áo. Huống hồ Hải Khoác Thiên lúc đó cũng ở cùng với chúng ta. Có thể hắn làm như vậy chỉ để chứng minh lúc đó Hướng Thiên Phi bị hại. Hắn không hề ở đó, mà là đang ở cùng chúng ta, cho nên hắn sẽ không phải hung thủ. Vậy cũng không thể chứng minh hắn không phải người khác đi giết Hướng Thiên Phi. Vậy các ngươi nhận định hắn là hung thủ? Ta không nói hắn nhất định là hung thủ, chỉ là thấy có chút nghi ngờ. Nghi ngờ lớn nhất chính là Kim Linh Chi. Tại sao? Nếu như không phải cô ta, vậy tại sao viên ngọc trai đó lại rơi trên thi thể của Lý Đắc Tiêu được? Thực ra trên thuyền này ai cũng đều khả nghi. Nếu như bây giờ chúng ta kết luận, có lẽ là quá sớm. Quá sớm, vậy đợi tới khi nào? Huống hồ mỗi hung thủ hành hung đều có mục đích. Xem ra chúng ta vẫn phải tìm ra hung thủ đó. Hung thủ rốt cuộc có mục đích gì? Đúng vậy, càng huống hồ sau khi hung thủ hành hung, cho dù là người lợi hại thế nào cũng phải để lại một vài vết tích. Ta thấy chúng ta vẫn nên đợi hắn lộ ra kẻ hở rồi tính sao. Vậy phải đợi đến khi nào? Lẽ nào đợi đến khi hắn giết thêm mấy người? Ta không có ý đó. Ý của ta là đợi đến khi hắn ra tay giết người thứ hai, ta có thể khống chế hắn trước rồi bắt hắn. Vậy nếu như tiếp theo hắn không giết người, vậy thì không bắt được rồi. Sâu rượu, sao hắn lại không giết người cho được? Quên nghĩ thử xem, trên thuyền này có bao nhiêu quan tài? Có 6 quan tài. Nếu như hắn không nhét đầy quan tài, ta nghĩ hắn sẽ không dừng tay. Quỳnh nói vậy, mục tiêu hắn sẽ ra tay tiếp theo là ai? Điều này thực sự rất khó nói. Có lẽ là Quỳnh, có thể là ta, mà cũng có thể là hải quái. Vậy Huynh nhân khi còn sớm, trước khi chết, lấy đồ dân tộc Long cho Huynh mang ra đây coi thử. Bình thường Huynh nói ta còn không tin. Con người Huynh thực sự có một đôi mắt gian xảo đó. Quả thực trong chén rượu có một thứ. Số cuộc là thứ gì? Là một viên lạp hoàng. Xem ra vị huynh đệ này đã say không uống nổi rồi. Vậy thì chén rượu này ta thay huynh ấy uống. Trong viên lạp hoàng này có giống một bức vẽ. Bức vẽ gì? Ta xem mãi cũng không nhìn ra đây rốt cuộc là bức vẽ gì. Ta đã nghiên cứu bức vẽ này rất lâu. Đường cong này có vẻ đại diện cho thứ gì chảy dòng như nước. Có lý. Vậy thì hình này chính là mặt trời. Đúng vậy. Đúng vậy, không sai. Đây, Quỳnh nói đám chấm đen to nhỏ này là gì? Có nước chảy, có mặt trời. Có lẽ là ở trên biển. Trên biển thì đây có lẽ là đá ngầm. Vậy thì dưới ánh mặt trời, giữa dòng nước, đây là trong đá ngầm. Bên trên còn có một con dơi. Này, cái này rốt cuộc tượng trưng cho cái gì? Ta nghĩ không ra. Ta nghĩ bức tranh này tất nhiên có ý nghĩa rất sâu sắc. Hơn nữa còn có một bí mật rất lớn. Bằng không dân Tòng Long sẽ không thận trọng giao phó cho ta trước khi chết. Quên nói xem dân Tòng Long này làm gì chứ? Chẳng phải có thể nói rõ ràng ra còn gì? Lại còn đoán đố gì chứ? Lúc đó Quên ấy không có cơ hội để nói.
Cũng phải, tôi đã ở Tam Hòa lâu, ta thấy hắn nói chuyện ấp a ấp úng, nói năng lộn xộn. Đúng rồi, đến bốn từ canh cánh trong lòng cũng nói sai. Dùng sai thế nào? Canh cánh trong lòng thường là miêu tả trong lòng một người có điều khó nói. Nhưng mà hắn lại dùng bốn từ này vào cái gì mà uống rượu không nổi nữa. Sai quá sai còn gì. Dân Tòng Long cũng chẳng phải tiên sinh dạy học, dùng sai điển cố có gì lạ lạ. Tất nhiên không thể có học vấn bằng Hồ tiên sinh. Tính toán chi ly tỉ tót từng chữ, học vấn cao, tốt. Xem ra Hồ đại hiệp của chúng ta mấy chục năm nay quả thực đọc sách không ít. Quên nói xem một người nếu như vẫn chịu đọc sách thì bao lâu mới có tiền đồ. Được rồi, được rồi, hai người tha cho ta đi, đừng đùa nữa. Hiếm khi người ta mới nghiêm túc nói chuyện chính đáng với hai người. Xem hai người nói gì vậy không biết. Kim cô nương, là cô sao? Là Kim đại tiểu thư. Bộ ta đang nói xàm trong phòng, không ngờ còn có người gác cửa cho, không dám nhận. Trương Tam, ra đây. Gọi ta, là gọi ta. Gọi ta đó. Đến đây. Kim cô nương có gì dặn dò? Ngươi giữ túi đồ này cho ta. Dạ. Túi đồ này là ta vừa nhặt được, ngươi có thể mở ra xem. Nhưng nếu ngươi làm mất, cẩn thận ta lấy đầu của ngươi. Kim cô nương, cô yên tâm, đồ này chỉ cần cô giao cho ta. Cho dù đệ nhất thần trộm trong thiên hạ có đến, cũng đừng hòng lấy trộm đi. Tên cẩu nô tài này thật nghe lời. Ta thấy chủ nhân hắn muốn hắn giết người là hắn cũng làm theo. Thiên hạ đệ nhất thần trộm. Kim cô nương, nghỉ ngơi sớm nha. Ba vị vẫn chưa ngủ sao? Đi công tử cũng như bọn ta, là chỗ nơi không ngủ được đúng không? Tại hạ có việc muốn tìm Sở Hương Soái trò chuyện, không biết bây giờ có tiện không? Ta còn tưởng câu huynh đi vệ sinh thật. Con định giới thiệu cho câu huynh một vị đại phu chuyên trị bệnh thận, để huynh ấy đi khám xem. Ta vốn dĩ là định đi vệ sinh, nhưng đi ngang qua đây, ta đột nhiên muốn tìm họ trò chuyện. Câu huynh đã quen biết với hai vị đây từ trước, điểm này ta lại không nghĩ tới. Hương Soái, e rằng huynh cũng không nghĩ tới chứ. Ta cũng chỉ gặp hai người họ một hai lần, không hề thân quen. Không thân, không thân. Đinh huynh, chẳng phải vừa rồi huynh nói có việc muốn nói chuyện với ta sao? Mời vào trong. Không cần nữa, hôm nay mọi người mệt cả rồi, cũng đến giờ nên nghỉ ngơi. Có chuyện gì tối nói sao? Cáo từ. Thời đại này đúng là lòng người khó đoán. Xem ra Câu Tử Trường cũng không phải người thật thà gì. Công Tôn Kiếp Dư với Bạch Trá Chúc đó đã quen biết từ lâu,
Nhưng từ khi lên thuyền lại không để lộ ra chút nào. Hắn nói hắn mới vào giang hồ, ngoài sâu thối không quen ai, đều là nói dối. Hắn quen còn nhiều người hơn ta. Đúng là một tên dối trá. Đúng vậy. Ta tưởng hắn không biết gì, sẽ gây chuyện đắc tội người khác. Không ngờ hắn còn giữ được bình tĩnh hơn chúng ta. Hắn cố ý giả bộ thật thà để chúng ta không đề phòng hắn. Thực ra hắn đã sớm thông đồng với Công Tôn Kiếp Dư. Không được, ta đi xem. Không đúng, ngươi xem cái gì? Không chừng Công Tử Trường chính là hung thủ. Công Tôn Kiếp Dư và Bạch Trá Chúc có thể chính là đối tượng ra tay tiếp theo của hắn. Không chừng bây giờ đã hạ thục thủ rồi. Hải quái, cậu nói hội đại hiệp của chúng ta từ khi nào mà thông minh như vậy? Sau khi Câu Tử Trường giết người đi ra khỏi phòng hắn, đúng không? Vậy thì trong phòng đó Công Tôn Kiếp Dư và Bạch Trá Chúc có lẽ đã chết. Tại sao trong phòng lại có người giúp Câu Tử Trường đóng cửa? Ta ở dưới mấy huynh lâu nên được lây nhiễm, cho nên cũng trở nên nghi thần nghi quỷ. Hải quái, sao ngươi không mở túi đồ đó ra xem thử bên trong có gì? Tại sao phải mở? Chủ của ngươi nói có thể mở ra xem còn gì. Nhưng ta không muốn mở đó thì sao? Kỳ lạ, ngươi không có chút tò mò muốn xem trong này là gì sao? Đúng là ta có tò mò, nhưng mà ta phải đợi ngươi ngủ rồi, trời tối ta mới mở ra, không cho ngươi xem. Đáng tiếc, ta lại không phải thần trộm Sở Lưu Hương, ta cũng không biết trộm, nhưng ta biết. Ta từng thấy bộ đồ này. Thấy ở đâu? Hôm đó lúc Đinh Phong đi đón Khô Mai đại sư mặc bộ đồ này. Không biết đây có phải là lều của Tam Thái phu nhân? Vết máu trên bộ đồ này lẽ nào là của Hướng Thiên Phi? Đinh Phong chính là hung thủ sát hại Hướng Thiên Phi. Thực ra ta đã sớm nghi ngờ Đinh Phong. Con người này vô cùng gian xảo, cười nói giả tạo, bộ dạng xấu xa. Như Kim Linh Chi vẫn luôn rất nghe lời hắn, sao lại cố ý bỏ bộ đồ này vào đây? Có lẽ cô ấy không biết đây là quần áo của Đinh Phong. Có lẽ là Kim Linh Chi cố ý đổ tội. Đổ tội? Cô ta biết chúng ta phát hiện ra viên ngọc trai trên người thi thể, cho nên cô ta biết chúng ta đã phát hiện ra cô ta. Vì vậy cô ta đã trộm quần áo của Đinh Phong, quét vết máu đó lên đây để chúng ta chuyển mục tiêu. Hải quái, ngươi nói xem, nếu như ngươi mặc quần áo của ta đi giết người, hung thủ có phải là ta không? Việc này e rằng còn có hai điểm rất khả nghi. Hai điểm gì? Quên nói, Kim cô nương là một đại tiểu thư. Nếu cô ta muốn giết người, có thể giết được. Nhưng nếu như bảo cô ta đi trộm đồ, ta nghĩ cô ta chưa chắc đã trộm được. Sao cô ta biết được quần áo của Đinh Phong để ở đâu? Còn trộm một cái đã trộm được. Thứ hai, nếu như cô ta muốn giết người cộng thêm giá họa, vậy thì cô ta không cần tự đưa quần áo qua đây. Quỳnh nghĩ xem, người giết người khó tránh sẽ có chút chột dạ. Nói như vậy là Quỳnh cho rằng người khác cố ý đem quần áo này để ở chỗ của Kim Linh Chi có thể nhìn thấy, để Kim Linh Chi mang qua chỗ chúng ta. Tất nhiên cũng có khả năng, có thể hung thủ chính là Đinh Phong. Sau khi hắn giết người, thực sự quá vội vàng cho nên không có thời gian xử lý bộ quần áo này. Đinh Phong và Câu Tử Trường ở chung một phòng, muốn trộm quần áo của Đinh Phong, vậy thì Câu Tử Trường thuận tiện hơn người khác.
Cho nên ta tin rằng Câu Tử Trường là khả nghi nhất. Ta thì cho rằng sao ngươi không đi hỏi chủ của ngươi đi? Bộ đồ này ở đâu ra? Ta không dám, ta sợ dẫm phải đinh. Ngươi muốn biết bộ đồ này từ đâu ra, tự đi mà hỏi. Không phải ngươi sợ chứ? Ta thì sợ cái gì? Ta sợ gì? Sợ cô ta cắn ta sao? Vậy ngươi đi đi, bây giờ ta đi. Ngươi! Có thể bây giờ cô ta đã ngủ. Nếu như đánh thức cô ta nổi nóng cũng phải. Lúc người khác đánh thức ta, ta cũng nổi cáo còn gì. Huống hồ là gõ phòng của nữ nhân, cũng cần phải có học vấn rất cao. Không chỉ cần kỹ xảo, mà còn cần dũng khí. Không phải ai cũng gõ được. Ngày tháng còn dài. Thôi, hỏi cô ta sao vậy? Kỳ lạ, sao ta không nghe thấy tiếng gõ cửa nào? Chẳng phải vẫn nói Hồ tiên sinh rất gan dạ còn gì? Là vừa rồi lúc đi ra ngoài, khẩu khí lớn lắm mà. Chẳng lẽ qua đó lại không dám gõ cả cửa? Này, ai cho ngươi ngủ ở giường của ta? Xuống đi. Đây là giường của ngươi sao? Ai quy định đây là giường của ngươi? Vua sao? Được. Ai thèm ngủ giường này? Giường trên thuyền vừa hẹp vừa ngắn, thích hợp với thân hình của ngươi. Ngươi xem dưới đất rõ rộng, thích hợp cho đại trượng phu ta ngủ. Không tranh với ngươi. Gối của ta đâu? Tên cường đạo nhà ngươi, nhường giường cho ngươi, đến gối cũng cướp đi. Chẳng phải ngươi nói ở dưới đất vừa rộng vừa thoải mái còn gì? Có thể là Hải Khoác Thiên sợ tối ngươi ngủ thoải mái quá, sáng mai không dậy được nên không chuẩn bị gối đầu cho ngươi. Hải quái, sao ngươi y hệt tên sâu thối kia, cũng học được cái tật mũi không hiệu nghiệm của huynh ấy. Ngươi không ngửi ra? Ngửi ra gì? Ta vừa mới đánh quả sấm cực to ở trên gối. Đồ ngốc, dễ mắc lừa như vậy. Nếu như nói điều khác ta sẽ không tin, nhưng nói tới đánh rắm, ngươi là thiên hạ đệ nhất. Người khác đánh rắm 30 năm còn không bằng ngươi đánh rắm trong một ngày. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, tiếng này thật hay.
Suốt cuộc định làm gì? Cố tình muốn làm ồn không cho người khác ngủ. Ai? Là Sở Hương soái phải không? Lâu ngày không gặp, mời qua trò chuyện thế nào? Thì ra là tìm Sở Lưu Hương. Mấy hôm nay hình như người người đều tìm Sở Lưu Hương. Hắn nói tìm, không thấy đâu nữa. Có lẽ Sở Hương soái vẫn chưa biết tại hạ là ai. Ta biết ngươi là ai. Sở Lưu Hương không có ở đây. Không biết Quỳnh ấy đi đâu rồi. Quỳnh ấy tuổi thọ chạy khắp nơi, sao ta biết Quỳnh ấy đi đâu? Vậy xin hỏi các hạ là? Ta họ Hồ. Ngươi tìm Sở Lưu Hương có việc gì? Ngươi nói với ta cũng vậy. Công Tôn Kiếp Dư vốn không có quan hệ gì với Sâu Thối, tự nhiên tìm huynh ấy làm gì? Hơn nữa cũng không phải quang minh chính đại qua nói chuyện, có chút lén lút vụng trộm. Lẽ nào có bí mật gì muốn nói với hắn? Con Sâu Thối này càng ngày càng không ra gì, tự đi mà cũng không gọi ta một tiếng. Hôm qua ta cũng đâu có uống say, sao lại ngủ như con lợn chết thế không biết? Hồ huynh, sao vậy? Hồ huynh, huynh muốn tìm họ sao? Ta cũng đâu bị điên, ta không tìm họ gõ cửa làm gì? Họ vừa lên lầu, ta nhìn thấy. Sao huynh đều lưu ý mỗi hành động của từng người vậy? Ta nói huynh nghe, từ khi quen huynh, ta đã coi huynh là bằng hữu. Phải, ta vẫn luôn rất cảm kích huynh. Vậy thì ta mong huynh thành thật với ta, đừng có giấu ta. Ta cũng chưa từng nói dối trước mặt của Hồ huynh. Đã vậy thì Bạch Trái Chút và Công Tôn Kiếp Dư, lai lịch của họ thế nào? Sao huynh lại quen biết họ? Hồ huynh, huynh đã nói như vậy, ta cũng không thể không nói. Chỉ là, sao vậy? Việc này liên quan rất lớn, khi sự việc vẫn chưa được làm rõ. Ta mong là nói với Hồ huynh, tuyệt đối không được nói với người khác. Yên tâm, ta không nói đâu. Kể cả Sở Hương soái cũng, ta đã đồng ý là không nói. Cho dù Thiên Dương trước mặt ta, ta cũng tuyệt đối không nhắc một chữ. Lão Hồ ta chắc chắn còn đáng tin hơn Sở Lưu Hương. Huynh cứ yên tâm, Hồ huynh đã nói vậy thì ta cũng yên tâm. Hồ huynh, ra chỗ khác nói chuyện đi. Vào đi. Mời vào. Ngồi đi. Hơn 2 tháng trước, phủ Khai Phong có một vụ án lớn. Tướng quân Trấn Diễn áp tải cống phẩm vào kinh ở quan ngoại, vốn dĩ ở trong nha môn của phủ Khai Phong. Nhưng mà có một đêm, đột nhiên mất thủ cấp, đến cống phẩm cống lên triều đình cũng không thấy đâu nữa. Hơn nữa hơn 120 người đi theo, trong vòng một đêm toàn bộ đều bị giết sạch, không còn một ai sống sót. Quá ra xảy ra việc lớn như vậy mà ta lại không biết. Vì vụ án này quá lớn, nếu như kinh động tới triều đình, không ai gánh vác nổi trách nhiệm, cho nên đã dìm xuống, đợi đến khi điều tra ra hung thủ rồi báo lên sau. Không còn một ai sống sót, ra tay cũng rất sạch sẽ. Muốn điều tra ra được ta thấy không dễ. Nhưng mà chân tướng của sự việc không phải như vậy. Hung thủ đó tự cho rằng mình ra tay sạch sẽ, nhưng lại không biết ông trời lại để cho một người còn sống.
khiến chúng khó thoát khỏi lưới trời, làm nhân chứng là ai? Là thê thiếp của Trấn Diễn tướng quân. Tối hôm đó, cô ta đang thị tẩm trong phòng của Trấn Diễn tướng quân. Vốn dĩ cũng khó thoát khỏi độc thủ, nhưng lúc sự việc xảy ra, cô ta đang đi vệ sinh sau giường, đột nhiên nghe thấy động tĩnh, liền trốn dưới gầm giường. Tuy không nhìn được gương mặt của hung thủ, nhưng mà cô ta nghe được rõ ràng bọn chúng nói với nhau. Xem ra mệnh của nữ nhân này còn dài hơn đàn ông. Đúng vậy, theo như cô ta nói, hung thủ này là hai người một già một trẻ. Sau khi thành công, chúng chuẩn bị trốn đi nơi khác, đến tiêu kim quật gì đó để hưởng thụ cả đời. Ta dựa theo manh mối mới tới đây. Lẽ nào huynh là người của nha môn? Theo như cô ta nói, hung thủ gồm có hai người một già một trẻ. Sau khi thành công, chúng chuẩn bị trốn ra hải ngoại, đến nơi tiêu tiền phung phí nào đó để hưởng thụ cả đời. Ta dựa theo manh mối này mới lần theo tới đây. Lẽ nào huynh là người của nha môn? Không phải, không phải. Ta không phải bổ đầu trong quan phủ. Ta chỉ là một thị vệ bên cạnh của tướng quân quan ngoại hùng. Lần này đến đây chính là phụng lệnh của hùng tướng quân, đặc biệt tới tìm hiểu vụ án này. Chỉ là tại hạ từ nhỏ đã vào phủ của hùng tướng quân, rất ít khi lộ mặt trên giang hồ, cho nên việc trong giang hồ rất là xa lạ. Để hồ huynh chê cười rồi. Chê cười rồi. Thì ra là vậy. Sao huynh không nói sớm ra, hại ta suýt nữa hiểu nhầm huynh. Bắt giặc lại bị coi là cường đạo, chẳng phải rất oan uổng sao? Chính vì ta gánh trách nhiệm nặng nề, hơn nữa lại là việc cơ mật, không thể tùy ý để lộ thân phận thật của mình. Càng huống hồ Hải Khoác Thiên, Hứa Thiên Phi, Đinh Phong và bao nhiêu người khác đều không phải người chính đáng gì. Nếu như họ biết ta là công sai điều tra vụ án, vậy thì rất bất lợi cho ta. Quỳnh nói như vậy, cuối cùng ta cũng hiểu rồi. Quỳnh đang nghi ngờ Công Tôn Kiếp Dư và Bạch Trá Chúc, phải không? Không sai, hai người đó là khả nghi nhất. Cho nên hôm nay ta đến phòng họ, mục đích của ta là muốn thăm dò ý tứ của chúng. Vậy huynh đã nghe thấy gì? Mấy loại người như chúng tất nhiên là giữ kín như bưng. Ta đi chuyến này không chỉ không có kết quả, ngược lại còn đánh rắn động cỏ. Xem ra hai người chúng đã nhìn ra thân phận của ta. Chỉ sợ... Đúng vậy, chúng đã nhìn ra thân phận của huynh. Chỉ sợ là sẽ không tha cho huynh. Sau này huynh phải cẩn thận hơn. Nhưng mà huynh yên tâm, Hồ Đại Hiệp ta giờ đã biết việc này thì tuyệt đối sẽ không để chúng làm săn làm bậy. Huynh yên tâm đi. Đa tạ, đa tạ. Có câu nói này của Hồ huynh, vậy ta còn gì mà không yên tâm nữa. Chỉ là hai người đó cây độc nham hiểm, tuyệt đối rất khó đối phó. Bây giờ lại không có nắm được chứng cứ xác thực gì của chúng, ta thấy tạm thời không nên manh động. Thực ra ta nghĩ mãi không ra, tại sao chúng lại phải giết Hướng Thiên Phi? Lẽ nào chúng muốn giết hết những người trên thuyền để diệt khẩu? Trước đây những lúc lâu đông trên biển, những lúc thấy cảnh sắc trên biển khiến người ta say đắm. Bây giờ ta lại quay về biển. Lần này ta không muốn về. Đây gọi là từng vượt qua biển cả, không sợ gì nước sông. Cái đầu trọc này cũng rất khinh người đấy. Đều đã thay quần áo. Quên xem, người thua kệch đúng là thua kệch. Sở huynh, Trương huynh, hôm nay hai vị có gặp Hải Ban chủ không? Sáng nay ta có gặp ông ấy một lần,
là không thấy ông ấy nữa. Ông ấy mệt một ngày rồi, chắc là đã ngủ. Tề công tử sao không xuống dưới khoang tìm xem? Ta đã xuống tìm, giường của ông ấy vẫn được gấp gọn gàng như chưa từng có ai ngủ. Lẽ nào người khác cũng không nhìn thấy ông ấy? Ta đã hỏi khắp nơi, người cuối cùng gặp ông ấy là Tiền Phong. Tiền Phong? Theo như Tiền Phong nói, buổi trưa về thấy hai bang chủ một mình đứng ở đầu thuyền, lặng lẽ xuất thần nhìn ra biển, miệng còn lẩm bẩm tên của Hướng Nhị gia. Tiền Phong mời ông ấy ăn, ông ấy không để tâm. Từ lúc đó thì không có ai nhìn thấy ông ấy nữa. Lúc đó người trên bon tàu có nhìn thấy ông ấy không? Lúc đó phần lớn thủy thủ đều đang ăn cơm ở tiền phòng. Đuôi tàu có hai người lái, mạn tàu có ba người chỉnh buồm, buồm lái còn có một người đang nhìn ra xa. Nhưng mà sáu người này đều nói không nhìn thấy hải băng chủ đi lên bon tàu. Ý người là tiền phòng nói dối? Nhưng ta lại không nghĩ ra tại sao Tiền Phong lại nói dối. Lẽ nào mọi người đều đang bận, không có ai chú ý tới hải băng chủ đi lên đầu tàu? Suy cho cùng hải băng chủ đứng ở đầu tàu cũng không lâu. Vậy thì hải băng chủ đâu? Lẽ nào nhảy xuống biển rồi? Ta chỉ sợ ông ấy thương xót cho cái chết của Hướng Nhị gia, nhất thời nghĩ quẩn, tìm đến cái chết. Hải băng chủ tuyệt đối không phải người như vậy. Tiền Phong, ta muốn hỏi cậu ta mấy câu. Hôm nay không phải ngày cậu ta trực ban, đang nghỉ dưới hầm. Vậy chúng ta đi tìm cậu ta. Tiền Phong, Tiền Phong, Tiền Phong, ai vậy? Tiền Phong ở đâu? Gọi cậu ta dậy. Tiền Phong, Tiền Phong, có người tìm cậu. Cậu ta đâu? Uống rượu vào rồi thì ngủ như lợn chết, gọi thế nào cũng không tỉnh dậy. Tật này cũng như con sâu rượu, mau gọi cậu ta dậy. Được. Tiền Phong, Tiền Phong, có người tìm đến cậu. Tiền Phong, đây là Chu Sa Chưởng. Đinh Quynh có mắt nhìn thật tốt, nhất định đã từng luyện Chu Sa Chưởng. Mấy năm gần đây ta chưa từng nghe nói tới trong giang hồ có ai luyện Chu Sa Chưởng. Không biết vừa rồi có ai từng vào khoang tàu này không? Tôi cũng vừa xuống, lúc đó Tiền Phong đã ngủ rồi. Tất cả người chỗ chúng tôi đều đã ngủ. Mấy người làm việc với chúng tôi đã ngủ là ngủ say như chết. Nhưng vừa rồi Đinh Huynh hình như có nói Huynh ấy đến khoang tàu này tìm Tiền Phong hỏi chuyện. Không biết ngươi có nhìn thấy không? Không có. Vừa rồi tại hạ quả thực có đến đây, nhưng lúc ta đến Tiền Phong vẫn đang sống. Lúc ta hỏi chuyện Tiền Phong, Kim cô nương cũng ở bên cạnh, có thể chứng minh. Sau đó ta đến Thiện Phòng, đi hỏi sáu người trên bon tàu lúc giữa trưa, tất thảy chưa đến nửa canh giờ. Ta đã kiểm tra hết, chỉ có mình cậu ta, người khác không việc gì. Kim cô nương đâu? Kim cô nương từ lúc gặp ta ở cửa cầu thang thì đi tìm Hồ Huynh, Câu Huynh, còn vị công tuyên sinh nữa. Cũng không biết cô ấy có tìm thấy không. Không biết thị phòng suốt cuộc ở chỗ nào. Hai vị mời theo ta. Thu xếp ổn thỏa cho cậu ấy.
lại là Chu Sa Chưởng. Sáu người này trong cùng một phòng bị hạ độc thủ, xem ra động tác của hung thủ cũng rất nhanh. Xem ra Hải băng chủ lành ít dữ nhiều rồi. Đúng vậy, lúc Hải băng chủ bị hại, chắc rằng đã có phát hiện gì đó ở Tiền Phong và sáu người này, cho nên tên hung thủ mới không thể không giết toàn bộ để diệt khẩu. Thực ra vừa rồi họ còn nói bí mật ra cho ta, có lẽ sẽ không có kết cục như này. Nhưng có một điểm, rốt cuộc hung thủ dùng cách gì có thể khiến họ giữ kín như bưng như vậy? Có lẽ họ không có cơ hội nói ra bí mật này. Đinh Quynh vừa rồi hỏi từng người họ là họ đã bị giết, chẳng phải quá trùng hợp sao? Không sai. Nếu như ta không hỏi họ, có thể họ không chết nhanh như vậy. Tất thảy sự việc này xảy ra chưa đến nửa canh giờ. Trong nửa canh giờ này, có ai lại hạ độc thủ như vậy với họ? Người nào cũng có khả năng này. Phải rồi, trong nửa canh giờ này, hai vị có thấy Công Tôn Tiên Sinh và Câu Tử Trường không? Ta có thể chứng minh Câu Tử Trường ngồi nói chuyện với ta suốt, không có cơ hội giết người. Vậy Công Tôn Tiên Sinh thì sao? Hai sư đồ bọn ta vẫn luôn ở trong phòng, Hồ Huynh cũng biết. Đúng vậy, Tiên Sinh có đứng cách tường nói chuyện với ta vài câu, nhưng sau đó thì sao? Sau đó bọn ta vẫn luôn ở trong phòng cho đến khi Kim cô nương đến tìm bọn ta. Đúng vậy, lúc ta đi tìm họ, quả thực là họ ở trong phòng. Từ sau khi ta nói chuyện với hai người tới trước khi Kim cô nương đến gặp hai người, thời gian đó hai người ở đâu? Khoảng thời gian đó đủ để giết chết mấy người. Hôm nay hai sư đồ bọn ta căn bản không ra khỏi phòng một bước. Như Câu Tử Trường nói, rõ ràng nhìn thấy hai người ra ngoài, giải thích thế nào? Xin hỏi các hạ, bọn ta ra ngoài khi nào? Ta nghe thấy bên ngoài có động tĩnh nên ra xem. Vừa hay vì thấy có một người lên lầu, ta còn tưởng là Công Tôn Tiên Sinh. Thì ra các hạ lại cho rằng như vậy. Ta còn tưởng các hạ nhìn thấy thật. Lúc đó ta nhìn thấy người đó sắp đi lên cầu thang, có nhìn thấy đôi chân. Thực sự không biết người này suốt cuộc là ai. Không đến một ngày đã giết chết 9 người. Không biết mỗi vị ngồi đây có thể sống được bao lâu. Càng không biết người tiếp theo sẽ là ai.
Con sâu thối vốn dĩ còn muốn đợi đến hắn ra tay lần hai, tìm ra manh mối. Ai mà biết lần sau ra tay còn sạch sẽ hơn lần trước, lần này không để lại một chút dấu vết nào. Người chưa chết cũng sẽ đói. Đói rồi thì cũng phải ăn thôi. Ăn xong không biết là sống hay chết. Ăn đi. Nhưng mọi người cũng không thể cứ để đói như vậy. Cứ tiếp tục như vậy e rằng tất cả chúng ta sẽ chết ở đây. Cho nên thà bị độc chết cũng tốt hơn là bị đói chết. Sở Hương soái hào khí như mây, danh bất hư truyền. Kính phục, kính phục. Quynh cho rằng quynh ấy có hào khí có cái chết như không thật sao? Vậy thì quynh sai rồi. Quynh ấy cũng chỉ có một bản lĩnh đặc biệt, có thể phân biệt trong thức ăn có độc hay không thôi. Nhưng bản lĩnh này quynh ấy học được từ đâu ta cũng không biết. Được ở cùng với Sở Hương soái đúng là may mắn của bọn ta. Nếu như ngươi là hung thủ, vậy thì chỉ trách tự mình đen đuổi. Thời kỳ đặc biệt, mọi người nên bớt uống rượu. Tuy Kim cô nương và Hồ huynh hẹn hôm nay đấu rượu, cũng tốt nhất nên đổi sang thời gian khác. Cho dù hai vị ai uống nhiều, say cũng đều không hay lắm. Uống hay không đều không sao, nhưng người say tuyệt đối không phải ta. Lẽ nào người say là ta? Mang 6 bình rượu qua đây. Sự đến đây. Cậu nô tài, mang đám này xuống, uống hết rồi. Uống. Quả nhiên Hồ huynh có tự lượng tốt. Chỉ dựa vào mỗi chữ nhanh này cũng hơn người bình thường. Đấu rượu mà, yêu cầu chính là một chữ nhanh. Nếu như uống từ từ, vậy thì có thể uống 3 ngày 3 đêm, cho dù đứa trẻ lên 3 cũng sẽ không say. Vậy sao? Cho dù người uống nhanh thế nào, nếu như say cũng chẳng bản lĩnh gì. Nếu như đấu xong mà say, cho dù là ai cũng có thể chuốc hết mấy bình rượu này. Chư Tam, ta nói có đúng không? Đúng.
Có những người thực ra tửu lượng không hề tốt, chỉ là dám say. Dù sao cũng đã uống say, uống thêm mấy bình cũng chẳng làm sao. Một người chỉ cần có tầm 7-8 phần say, uống thêm rượu cũng như nước trắng. Cho nên uống nhiều cũng chẳng phải bản lĩnh gì. Uống nhiều mà không say mới gọi là bản lĩnh. Nếu như ta mà uống say thì ngươi là người đầu tiên phải cẩn thận. Ta cẩn thận cái gì? Ta mà say mềm nhìn thấy mấy tên nịnh bợ giống như nhìn thấy sâu thối, ta sẽ bóp chết cho bằng được. Quynh không cần lo, tuy Quynh là sâu thối nhưng mà Quynh không nịnh bợ. Mọi người nghe thấy cả rồi, chưa uống say đã như con chó điên rồi. Nếu như uống say thật vậy thì mọi người phải cẩn thận. Uống đi, uống. Kim cô nương nói cũng không hẳn không có lý. Cách uống như của Hồ Huynh, thực sự không có ai uống không say cho được. Quân ấy uống say không lấy làm lạ. Nếu như không say mới là việc lạ ấy. Nhưng bây giờ quả thực không phải là lúc để uống say. Tại sao Sở Huynh không khuyên Huynh ấy? Đinh Huynh, ta nghĩ Huynh có điều không biết. Con người Huynh ấy chỉ cần uống rượu vào là lập tức không biết họ hàng thân thiết gì, ai khuyên cũng vô dụng. Hơn nữa bây giờ trong phòng này hình như có rất nhiều người đang đợi xem bộ dạng Hồ Huynh uống say. Ta hà tất phải khuyên Huynh ấy? Sở Huynh nói vậy há chẳng phải cho rằng tại hạ cũng mong Huynh ấy uống say? Nếu như không phải Đinh Huynh vừa nhắc nhở Huynh ấy, sao Quynh ấy lại đấu rượu với Kim cô nương được? Nếu như họ mà đấu rượu chẳng phải kiểu gì cũng sẽ say. Nhưng mà ý vừa rồi của tại hạ là muốn khuyên họ đổi ngày. Đinh Quynh không khuyên thì không sao, Đinh Quynh khuyên một cái ngược lại là nhắc họ. Đinh Quynh, Quynh ở cùng với Quynh ấy cũng 2-3 ngày rồi, chắc là Quynh biết tính khí của Quynh ấy. Con người của Quynh ấy là kiểu con lừa cứng đầu, kéo không đi đuổi lùi lại. Ác hẳn Sở Quynh có chút hiểu nhầm về ta. Nhưng mà cũng không sao, ngày tháng còn dài. Ta nghĩ rồi sẽ có một ngày Sở Quynh hiểu được con người của Đinh Mổ. Uống, uống tiếp, cạn. Uống đi, uống đi. Cạn, uống. uống tiếp nào. Trương Tam, tại sao cậu không mang đồ đó ra cho Đinh Quynh xem? Quên mất chỉ xem họ đấu rượu, suýt nữa làm lỡ việc lớn. Không biết Sở Huynh muốn cho tại hạ xem cái gì? Thứ này là một thứ rất kỳ diệu, cho dù bị bất kỳ ai lấy được, vậy thì bí mật của người đó lập tức sẽ bị người khác nhìn ra. Sở Huynh nói như vậy, thứ này lẽ nào có ma pháp gì sao? Quả thực là có một vài ma pháp. Đến đây uống. Đinh Huynh, nếu như Huynh có việc gì không muốn để người khác biết, vậy ta khuyên Huynh tốt nhất là không nhận túi đồ này vào tay. Sở Huynh nói như vậy, lẽ nào cho rằng trong lòng Đinh Mổ có bí mật gì không thể nói người khác biết?
Không biết Sở huynh nhìn ra được bí mật gì của tại hạ, ít nhiều cũng nhìn ra được một chút. Nhìn ra được gì? Ta nhìn được tay trái của Đinh Quynh, ắt hẳn rất linh hoạt, rất tốt. Tại hạ hồi còn nhỏ, viết chữ ăn cơm cũng đều dùng tay trái. Vì vậy, không biết đã bị tiên phụ săn dạy bao nhiêu lần, trưởng thành rồi mới miễn cưỡng thay đổi, nhưng không lưu ý lại phạm phải tật cũ, để người ta biết tay trái ta thuận hơn. Nói như vậy thì tay trái và tay phải của Đinh Huynh đều linh hoạt như nhau, chỉ sợ là càng linh hoạt hơn. Vậy thì Đinh Huynh không nên nói bí mật này với ta. Đây cũng chẳng phải bí mật gì to tát, sao có thể không nói? Ta thấy bí mật này vô cùng lớn. Người khác chỉ cần biết tay trái của Đinh Huynh còn linh hoạt hơn tay phải, vậy thì lần sau khi người khác đấu với Đinh Huynh, chẳng phải sẽ tăng thêm đề phòng tay trái của Đinh Huynh sao? Sở huynh quả nhiên kiến thức sâu rộng, nhưng mà may là tại hạ không có ý muốn đấu với các vị ngồi ở đây, bằng không khó tránh sẽ bị thiệt thòi. Cũng chưa chắc, dù sao tay phải của Đinh công tử cũng vẫn có thể dồn người khác vào chỗ chết. Người muốn đề phòng tay trái của Đinh công tử, Đinh công tử có thể dùng tay phải giết người cũng như nhau. Ý của Trương huynh, Đinh mổ đã hại rất nhiều người sao? Ta cũng chỉ nói hai tay giết người thuận tiện hơn là dùng một tay, cũng nhanh hơn rất nhiều. Nói như vậy, ba tay giết người há chẳng phải thuận tiện hơn sao? Không biết Sở huynh còn nhìn ra bí mật gì của tại hạ nữa không? Còn có một bí mật nằm trong túi. Tại sao Đinh huynh không mở ra xem? Tại hạ cũng đang có ý này. Đinh huynh, không biết huynh có nhận ra bộ quần áo này là của ai không? Tất nhiên là ta biết, bộ đồ này vốn dĩ là của ta. Vết máu trên bộ đồ này lẽ nào cũng là của Đinh huynh sao? Sở huynh nói đùa rồi, tại hạ không bị thương, sao lại chảy máu được? Không biết vết máu này sao lại nhúm lên trang phục của Đinh công tử. Việc này đúng là rất kỳ lạ. Cô huynh ắt là hiếm thấy. Hiếm thấy. Nếu như có người muốn du họa cho ta, trộm trang phục của ta mặc lên, sau đó đi giết người, chẳng phải rất bình thường hay sao? Càng huống hồ, nếu như người đó lại sống cùng phòng với ta, muốn lấy trộm trang phục của ta sẽ dễ như trở bàn tay, càng không có lấy gì làm lạ cả. Việc mình tự làm, đừng hòng ngậm máu phun người. Chỉ sợ ngậm máu phun người không phải là Đinh mổ mà là các hạ. Ngươi sao? Lẽ nào các hạ muốn lấy máu Đinh mổ nhuộm lên trang phục này? Đinh công tử nghĩ nhiều rồi. Câu huynh đứng lên cũng chỉ là muốn kính Đinh công tử một chén, đúng không? Đúng vậy. Đúng là ta đang có ý này. Không ngờ công tôn tiên sinh lại chính là tri kỷ của ta. Mời.
Thực ra vết máu trên trang phục này cũng chưa chắc đã là của Hướng Thiên Phi. Nó không chừng là máu chó, máu lợn. Cũng chưa biết rõ. Mọi người hà thất gì vì việc này mà tổn hại hòa khí? Trong rượu có. Đinh huynh, bình tĩnh, chỉ cần đọc không công tâm là có thể có thuốc cứu. Muộn quá rồi. Ngươi thật độc ác. Tuy ta đã biết việc này sớm muộn cũng xảy ra, nhưng mà không ngờ vẫn không tránh được bị hạ độc thủ. Thượng soái cao thượng, thiên hạ đều biết, ta chỉ cầu xin sở huynh một việc. Đinh huynh, ý của huynh ta hiểu rõ. Chỉ cần hung thủ còn ở trên tàu, ta tuyệt đối sẽ không để hắn nhẫn nhơ. Như này cũng chẳng có gì. Nếu đã sắp chết, sẽ thờ ơ với mọi việc. Chỉ là mẹ già vẫn còn, ta không thể tận hiếu. Chỉ mong sở huynh đem thi thể của ta về. Ý của huynh ta hiểu rõ. Việc huynh nhờ ta, ta chắc chắn sẽ làm. Đinh huynh, Đinh huynh, Đinh huynh à, Đinh huynh, Đinh huynh. Không phải ta, không phải ta. Người hạ độc không phải ta. Ai nói là người hạ độc? Ta vốn không định kính rượu hắn. Là ông muốn ta kính rượu hắn. Hắn đã uống mấy chén rượu, trong rượu đều không có độc. Tay ta có dài đi nữa cũng không thể hạ độc vào chén rượu đó. Lẽ nào là ta có phép hạ độc vào trong rượu? Bao nhiêu đôi mắt nhìn ta như vậy? Hơn nữa, mắt của Đinh Phong cũng không phải bị mù. Hai vị đều không hạ độc vào rượu, vì bất kỳ ai trong chúng ta đều không có khả năng hạ độc vào rượu. Trong rượu không thể có độc, không thì chúng ta đều đã chết. Đúng vậy. Chỉ có Đinh Quynh uống chén rượu cuối cùng mới có độc. Hơn nữa, độc cũng không ở trong rượu. Độc không có trong rượu thì ở đâu? Trong chén rượu. Trong chén rượu. Có người đã chọn trước và bôi độc cực mạnh lên chén rượu. Đinh Phong uống mấy chén trước đều không bị trúng độc, là vì chất độc đó vẫn chưa bắt đầu hòa tan. Cho đến khi Đinh Quynh uống mấy chén, độc mới dần dần tan vào trong rượu. Cũng may có Hương Soái ở đây. Được đi cùng với Hương Soái thật là may mắn. Nhưng cho dù thế nào, suy cho cùng có người hạ độc. Vậy thì người đó là ai? Mọi người đều biết chén rượu ở trong nhà bếp, cho nên không có ai để phòng chén rượu. Cho dù là ai muốn bôi thuốc độc trên chén rượu, có lẽ đều rất dễ. Nhưng mà tại sao hung thủ đó lại biết chén rượu có độc này chắc chắn sẽ đưa vào tay Đinh Phong? Ta nghĩ hắn không để tâm. Hắn cũng không cần biết, vì chén rượu này đến tay ai cũng như nhau.
Đúng vậy. Đối với hung thủ mà nói, dù sao sớm muộn chúng ta đều phải chết. Ai chết trước, ai chết sau đều như nhau. Tổng cộng có 10 người lên thuyền, bây giờ đã chết 3 người. Thật không biết người tiếp theo sẽ là ai. Uống. Uống đi. Vừa rồi hắn gục xuống, ta còn tưởng hắn như Đinh Phong, dọa ta hết hồn. Nhưng ta sớm đã biết, sâu rượu chắc chắn không chết được. Vì người tốt không sống lâu, tai họa cả ngàn năm. Cậu chưa từng nghe nói câu này bao giờ sao? Tuy ta không ngờ Đinh Phong lại chết nhanh như vậy, cũng không ngờ sâu rượu lại say nhanh như vậy, càng không ngờ Kim cô nương uống rượu rất có bản lĩnh. Cậu tưởng Kim cô nương không bị say sao? Đến Đinh Phong chết thế nào Kim cô nương cũng không biết. Hai người này say thật không đúng lúc. Vậy cậu không biết rồi. Hải quái, ta nói cậu biết, sâu rượu say rất đúng lúc. Nếu không sẽ có chuyện lớn. Tại sao? Vì nếu như bây giờ huynh ấy uống say thì có thể sẽ không cần lo gì. Nếu như hung thủ muốn tìm huynh ấy thật, ít nhất hai chúng ta nhất định sẽ ở bên cạnh huynh ấy. Không sai chút nào. Ta vẫn luôn cho rằng cậu ta ngốc. Thực ra hắn còn thông minh hơn bất kỳ ai. Nhưng hải quái, người đáng chết lại không chết, người không nên chết thì lại chết vô duyên vô cớ. Ý huynh là Đinh Phong vốn không đáng chết. Ta tính đi tính lại, tất cả người trên con thuyền này chỉ có hắn là khả nghi nhất, vì chỉ có hắn mới có động cơ giết người. Động cơ? Đúng. Không có động cơ sẽ không có lý do để giết người. Vậy động cơ giết người của hắn là gì? Động cơ giết người của hắn tất nhiên là không mong người trên thuyền này có thể tìm được Tiêu Kim Quật. Nếu như hắn không muốn, tại sao còn mời đám này lên thuyền? Cho dù hắn không mời những người này lên thuyền, thì những người này cũng có khả năng tự đi tìm. Cho nên so với như vậy thì hắn chi bằng tập trung những người này ở cùng một nơi, sau đó giết từng người một. Nhưng bây giờ hắn lại chết trước. Cho nên vừa rồi ta nói đều dớ dẫn. Lẽ nào trên thuyền này ngoài Đinh Phong ra, người khác không có động cơ gì nữa sao? Hải quái, cậu nghĩ xem, động cơ giết người không có gì ngoài mấy loại. Không phải giết người vì tình, thì là vì tiền, hoặc là có thù hận. Không thì cuối cùng là giết người diệt khẩu. Đinh Phong chính là loại cuối cùng. Ta vẫn luôn cho rằng Đinh Phong giết người vì động cơ này. Nhưng hôm nay hắn đã chết, điều này đã không được thành lập. Cậu nghĩ xem, người trên thuyền này đều không quen nhau, càng không cần nói đến bí mật của đối phương. Bây giờ suốt cuộc ai là hung thủ giết người? Vậy hắn vì điều gì mà giết người? Giết người vì tình? Không thể nào. Mấy người này đâu có ai cướp vợ của người khác. Giết người vì tiền càng không có khả năng lắm. Trên thuyền này ngoài Công Tôn Kiếp Dư đều nghèo rớt. Hải Khoác Thiên và Kim Linh Chi tuy là người giàu, nhưng cũng không mang tiền theo. Hung thủ giết họ cũng không có lợi gì. Không sai. Cho nên tính tới tính lui, Đinh Phong khả nghi nhất. Nhưng giờ Đinh Phong cũng chết.
thực sự không biết thế nào mới phải. Vậy công tôn Kiếp Dư thì sao? Ta cứ thấy lai lịch của hắn có chút vấn đề. Trong 10 người trên thuyền, có lẽ có 1-2 người là kẻ thù của công tôn Kiếp Dư, nhưng cũng không đến mức phải giết hết những người này. Nhưng bây giờ sự thật ở đó, hung thủ không phải công tôn Kiếp Dư thì là Câu Tử Trường. Công tôn Kiếp Dư thế nào cũng khả nghi hơn Câu Tử Trường. Có một việc thương soái nhất định sẽ rất kỳ lạ. Lần này tại hạ đến Giang Nam, ngoài việc tìm ra Tiêu Kim Quật thì còn cần tìm một người. Người này ta đã tìm rất lâu nhưng vẫn không có tin tức của hắn. Cho đến tận hôm qua ta mới biết, thì ra người này đang ở trên con thuyền này.